Trong hoạt động marketing, chúng ta có mấy khái niệm marketing 4P, 7P và 8P. Thì cái này lược lại thôi. 4P truyền thống bao gồm có product, pricing, promotion, place. Thế bây giờ diễn giải nó ra. Thì tôi xin diễn giải với anh chị bằng cái mô hình tháp bám 8P như sau. Để sau đó các anh chị tùy vào công ty và ngành hàng của mình để lựa chọn mình xây dựng hệ thống kinh doanh và bán hàng lên đến mấy P. Đây là cái tháp mà tôi xếp 8P vào thôi. Cái P thứ nhất là sản phẩm dịch vụ. P thứ hai là giá. P thứ ba là gì? Kênh kinh doanh, kênh bán. Cái P thứ tư là các cái hoạt động và công cụ của promotion. Cái P thứ năm là chương trình bán, tài liệu bán, quy trình bán. Cái P thứ sáu là nhân sự bán. Cái P thứ bảy là trải nghiệm dịch vụ. Cái P thứ tám là triết lý kinh doanh. Như vậy, cái P thứ bảy này thì có quan điểm cho rằng nó phần lớn đề cập đến là cái trải nghiệm trong môi trường dịch vụ thôi. Nhưng tôi thì tôi cho rằng doanh nghiệp nào cũng cần đến cái đó. Thế thì với việc xếp 8P thế này, bây giờ tôi lấy thử một cái ra thôi này, để biết rằng là hệ thống kinh doanh của chúng ta đang có đến đâu nha. Bây giờ thứ nhất này, tôi chọn cái P là đội ngũ bán. Là cái P ở giữa đây, tôi đặt ở vị trí trung tâm. Với cái P này, tôi đưa ra các ý này. Tổ chức bộ phận kinh doanh hoặc bán hàng. Câu hỏi là chúng ta đã dựng sơ đồ tổ chức của bộ máy kinh doanh của chúng ta chưa? Đã cụ thể hóa cái bản mô tả chức năng nhiệm vụ của cái phòng này chưa? Nếu câu trả lời là có, xin chúc mừng. Còn nếu câu trả lời là chưa, nghĩa là chưa hoàn thành việc tổ chức bộ phận kinh doanh và bán hàng. Ý thứ hai này, định biên nhân sự và tiêu chuẩn nhân sự bán. Chúng ta đã xác định quy mô phòng kinh doanh của mình có bao nhiêu em sale, có bao nhiêu em làm truyền thông quảng cáo, trưởng phòng, trưởng vùng. Chúng ta đã định ra được rằng quy mô có bao nhiêu người, với quỹ lương vị trí dành cho nó một năm là bao nhiêu tiền chưa? Nếu có rồi, xin chúc mừng. Nếu chưa có thì là đang gì? Mập mà mập mở. Hơn nữa, với nhân sự của sale này, chúng ta đã đưa ra được tiêu chuẩn chưa? Để đến lúc tuyển dụng khớp với quỹ lương. Có chưa? Ý thứ ba, quỹ thưởng và đãi ngộ dành cho sale được xây dựng bằng định mức đến bao nhiêu phần trăm doanh thu hoặc lợi nhuận. Có chưa? Có rồi nhưng nó không rõ, đúng không? Công ty mình gọi nó là hoa hồng nhỉ? Yeah. Trong khi hoa hồng thường dành cho bên thứ ba. Tiếp, danh mục các KPI đo lường của cả phòng và từng nhân viên, sau đó thực hiện giao khoán trách nhiệm và mục tiêu cho đội ngũ bán. Có chưa? Cuối cùng, chính sách và ngân sách đào tạo hàng năm cho đội ngũ kinh doanh và bán hàng. Năm nay chúng ta đã có một kế hoạch là đào tạo những nội dung gì, chương trình gì, tiền bao nhiêu, khi nào làm, mời thời nào cho đội ngũ sale chưa? Như vậy, với 8P nói nó ở đâu đậu đâu đâu đấy. Nhưng cứ thử lấy một cái P và tôi cụ thể hóa thành ở cái P đó thì ông phải làm gì? Thì chỉ cần lấy một P thôi đã thấy chúng ta có nhiều thiếu sót rồi, phải không? Lấy một P thôi là biết mình thiếu sót rồi, đúng không? Thì đó, ý của nó tiếp cận 8P, 7P là để làm cái đó, chứ không phải em nhận diện ra 7P, 8P để làm gì cả. Để biết rằng từng cái P đó em đã tạo thành luật chơi để cho nó vận hành như một bộ máy hay chưa. Chứ không để bộ phận không để kết quả kinh doanh và bán hàng của công ty nó lệ thuộc vào cá nhân giám đốc hoặc một số người. Nếu để lệ thuộc vào giám đốc, xong giám đốc lại ra oai, vỗ tay vào ngực,
Quân của tao đào tạo mấy năm rồi vẫn không biết gì về sản phẩm. Bán hàng thì ớt át ơ, cái gì sếp cũng phải nhảy vào. Xong rồi là đặt ông khách hàng lớn, hợp đồng lớn một cái thì nhảy vào là gì ạ? Tranh công với nhân viên. Đó là sai lầm trầm trọng. Không ai làm thế cả. Thế bây giờ lại thêm hai ý nữa. Là ở cái chỗ nhân sự bán này, nếu tổ chức thành phòng kinh doanh thì dường như chúng ta cần một vị trí là trưởng phòng hoặc giám đốc kinh doanh. Vậy một câu hỏi lớn đặt ra là tiêu chuẩn nào cho cái ông trưởng phòng đó, cho cái chị giám đốc đó? Và ngược lại, và thêm nữa là đối với nhân viên sale, tiêu chuẩn là gì? Thì xin thưa tôi khái quát thế này thôi này. Đối với nhân sự bán, nó có hai loại. Một là cấp quản lý, chúng ta muốn gọi là trưởng phòng, trưởng nhóm gì thì tùy, hoặc giám đốc. Hai là cái thằng sale trực tiếp. Với một số ngành sale trực tiếp phải trẻ tuổi mới bán được, già không bán được. Đặc biệt với cái ngành nào mà phải cứ phải đi nhậu thường xuyên, xong nhậu xong lại kèm theo massage nữa, là thằng già không bán được. Tại sao thế? Tại vì 6 giờ chiều vợ nó gọi về tắm cho con rồi, sao bán được? Phải trẻ nó mới đi tới bến được chứ. Đùa vậy thôi, nhưng đó là sự thật. Cấp quản lý này, tiêu chuẩn của thằng này này. Một là nó phải biết lập kế hoạch. Lập kế hoạch để phát triển thị trường, bán hàng, truyền thông. Việc một, cấp quản lý này, tiêu chuẩn nhá. Tiêu chuẩn thứ nhất là biết lập kế hoạch. Việc thứ hai này, lập xong thì nó phải biết triển khai kế hoạch. Triển khai cái kế hoạch kinh doanh cho đội ngũ của nó. Việc ba này, là nó phải biết tuyển cộng với lại dùng. Dùng thằng nào ạ? Dùng thằng sale. Nó phải biết tuyển người sale, tuyển người bán hàng và dùng cái người này. Dùng thì bao gồm có gì? Động viên, thúc đẩy, sa thải, kỷ luật. Đúng không? Thì là dùng. Nữa này, nó biết xây dựng chính sách. Xây dựng chính sách. Chính sách gì ạ? Chính sách bán. 1, 2, 3, 4. Cuối cùng, thứ 5, nó phải biết chia tiền. Chia tiền là chia tiền với sếp và chia tiền cho nhân viên. Nó biết hoạch định một kế hoạch và nói: anh ơi, năm trước lẹt đẹt bên anh lằng nhằng một tháng được, một năm được khoảng 200 tỷ. Em đảm bảo kế hoạch này của em là 270 tỷ hoặc 280 tỷ. Được không? Em dùng bằng này người, triển khai theo kiểu này. Lương của em không quan trọng, nhưng nếu em đạt được, anh ơi, cuối năm của em bao nhiêu phần trăm lợi nhuận, đội của em là bao nhiêu phần trăm lợi nhuận hoặc bao nhiêu phần trăm doanh thu, anh đồng ý không? Ký. Bởi vì cái đám này không cần KPI gì với này, hàng tháng với nó cả, cũng khỏi mô tả công việc, phải không? Mà chỉ giao chỉ tiêu, đưa trách nhiệm cho quyền hạn và cho phương tiện để nó làm việc. Chứ không bây giờ tuyển thằng giám đốc kinh doanh về, trưởng phòng kinh doanh về, trong anh chị lại đè nó ra gì ạ? Hành chính nhân sự đè vào mặt nó bản mô tả công việc, hàng ngày chấm công tít tít. Thế thì bố nó cũng không bán được ạ, phải không? Đừng làm thế. Thế còn với thằng sale, với thằng này, tiêu chuẩn của thằng này là 3G. Quên hết bằng cấp đi, được không? Chỉ cần nó gì ạ? Chỉ cần nó am hiểu về sản phẩm, về ngành, nó có khả năng tư vấn thông tin một cách mạch lạc, còn không cần quan tâm trước đấy nó học báo chí, học kỹ thuật, học thứ gì, rõ chưa? Quên bằng cấp đi. Tiêu chuẩn của nó là 3G. G thứ nhất là gì? G thứ nhất là giáo huấn. G thứ hai là giúp mua. Và G thứ ba là giải quyết vấn đề sau bán. Giải quyết vấn đề. Vấn đề ở đây là các khiếu nại và chăm sóc khách hàng sau bán.
Thế có nghĩa là từ nay giờ đi về tuyển nhân viên sale là bảo ông trưởng phòng em tuyển cho chị 5 đứa bán hàng tiêu chuẩn 3G. Học lớp 12 cũng được, học hết lớp 7 cũng được, học hết lớp 5 cũng được. Rõ chưa? Tùy từng ngành hàng có yêu cầu ngoại hình hay không. Nhưng nói tóm lại, về mặt tiêu chuẩn kiến thức và kỹ năng là 3G. Giáo huấn là thế nào? Giáo huấn là việc nhân viên bán hàng cung cấp thông tin, truyền đạt thông tin, tư vấn thông tin, giúp khách hàng gì ạ? Lựa chọn và chọn lọc được thông tin nào đó để ra quyết định mua tốt nhất. Đấy gọi là giáo huấn. Đầy khi khách hàng mua nhưng khách hàng không biết đâu. Tôi nói ví dụ ở đây có mấy chị, các chị chắc chắn từng đi spa. Vào đó thì nhân kỹ thuật viên spa chắc chắn nó sẽ phải tư vấn cho chị. Chị ơi, da của chị là da khô hay da dầu thì phải dùng loại này, phải dùng loại kia vì nó thế nọ, vì nó thế chai. Nhưng loại này thì bằng này tiền, loại kia được cái thế này nhưng nó hơi mắc. Đúng không? Vân vân. Thế đấy là giáo huấn. Giáo huấn lúc đấy nó cũng chưa bảo chị phải dùng cái gì cả. Chị tự quyết định. Thế thì nó phải có kiến thức rất tốt về sản phẩm, về ngành. Đúng không? Nó phải có một khả năng diễn đạt rất tốt, cái gọi là kỹ năng đó, mới giáo huấn được cho người ta. Chứ còn ông nói một hồi xong rồi người ta chẳng hiểu về sản phẩm dịch vụ của ông, về chính sách của ông là gì. Có đúng không nào? Thì nó không đạt được cái này. Cho nên là gì ạ? Mọi kỹ năng tạm thời để ở đằng sau. Nếu có thông báo tuyển là có khả năng gì ạ? Truyền đạt và tư vấn thông tin cho khách hàng, nó chính là cái chỗ giao huấn. Cái mà chúng ta vẫn thường viết trong cái thông báo tuyển dụng của mình ấy. Cái thứ nhì là giúp mua. Thực chất thì hãy định vị vào đầu của nhân viên mình là đừng cố gắng bán bằng mọi giá, mà hãy giúp khách hàng lựa chọn mua một cách chân thành nhất. Bởi vì nếu không là sẽ thất bại. Thí dụ trong cửa hàng có hai sản phẩm A và B. Nhân viên đứng ở đấy nó bán. Khách vào hỏi mua. Nếu như mua sản phẩm của nhãn hàng A, nhân viên đấy nó được thưởng tính trên sản phẩm được nhiều hơn. Nhãn hàng B thưởng trên sản phẩm ít hơn. Nếu chúng ta làm không cẩn thận, nhân viên nó sẽ chỉ tư vấn cho khách mua cái gì nó được lợi nhất, chứ không phải khách được lợi nhất. Chuyện này rất khó, nhưng cũng phải làm. Thì cái ý giúp mua có nghĩa là nó giúp khách hàng hoàn thiện tất cả các tiến trình và hồ sơ chứng từ của quá trình mua. Nó giúp khách hàng lựa chọn mua sản phẩm gì đó của chúng ta mà phù hợp nhất với yêu cầu và túi tiền của họ, chứ không phải đè khách hàng ra bán bằng mọi giá. Thứ ba, giải quyết vấn đề. Ở những công ty có hoạt động bảo hành, bảo trì và dịch vụ kỹ thuật riêng biệt thì cái câu chuyện giải quyết vấn đề của sale là rất yếu. Yếu bởi vì nó được định nghĩa rằng chuyện đấy là chuyện của thằng đằng sau, không phải chuyện của nó. Trong khi đó, câu chuyện kinh doanh dài hơi là câu chuyện là gì ạ? Khách hàng trở lại và khách hàng hài lòng sau khi mua mới quan trọng, chứ không phải khách hàng mua một lần. Nó mua một lần xong nó đi không có giá trị gì đâu anh chị ơi. Cố gắng làm cho khách hàng nó trở lại. Bảo những sản phẩm của em nó mua có một lần thôi. Ví dụ quan tài, nó trở lại thì chết mẹ. Thì thế nào là trở lại? Ai cũng có bạn bè, ai cũng có đối tác, ai cũng có người thân, người quen. Người ta đánh giá cho mình một cái ở trên Facebook, người ta giới thiệu người khác đến mua tiếp của mình, người ta gia tăng lượng trong tháng tiếp theo. Đó là động thái trở lại. Vậy thì người ta phải làm bằng mọi giá để kéo khách hàng trở lại. Tức là gì ạ? Phục vụ tốt hơn với khách hàng cũ, thay vì việc chỉ nhăm nhăm đi tìm kiếm khách hàng mới. Vậy thì cái câu chuyện đó nó chỉ làm được khi các vấn đề và các khiếu nại của khách hàng được giải quyết ngay cái chạm đầu tiên. Ngay cái chạm đầu tiên người ta liên hệ ngược trở lại. Đó chính là nhân viên bán hàng.
Bởi vậy cho nên là gì? Tôi khái quát lại là đối với nhân sự bán thì có hai cấp, cấp quản lý và cấp nhân viên. Cấp quản lý có 4 tiêu chuẩn, cấp nhân viên có 3 tiêu chuẩn. Nhớ lấy. Thế bây giờ cụ thể để từng cái đoạn này về triển khai thành những cái gì ở công ty mình, quy trình, quy chế, quy chuẩn, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, v.v. Mời các anh chị chúng ta giải lao chút, xong vào chúng ta cùng nhau làm. Cảm ơn.